Vâng, thưa quý vị, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Điều này chắc rằng ai trong chúng ta cũng đã biết. Nhưng người hút thuốc lá thụ động, tức hít phải khói thuốc lá cũng chịu độc hại không kém, thậm chí còn có nguy hại cho sức khỏe nhiều hơn so với người hút thuốc. Khỏe cùng DNRTV sáng nay sẽ đề cập ngay sau đây. Khuôn viên bệnh viện, quán cà phê hay tại nhiều nơi công cộng khác, không khó bắt gặp những hình ảnh vô tư hút thuốc lá như thế này. Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới, khói tỏa ra từ đầu điếu thuốc đang cháy chứa chất độc nhiều gấp 21 lần so với khói thuốc do người hút phả ra. Do đó, người không hút thuốc nhưng thường xuyên sống và làm việc trong môi trường có khói thuốc có thể hít vào lượng khói thuốc tương đương với người hút 5 điếu thuốc một ngày. Đặc biệt, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và trẻ em chịu ảnh hưởng nghiêm trọng hơn khi hít phải khói thuốc. Trong khói thuốc lá nó có tới hơn 2.000 chất và có đến hơn 200 chất trong cái khói thuốc lá là gây tác hại trực tiếp đến phổi cái người mà hít phải, thành ra nó sẽ gây ra nhiều cái vấn đề về đường hô hấp, bao gồm có cả tác động lên đường hô hấp trên như là mũi xoang hay là viêm họng, và đường hô hấp dưới giống như là viêm phế quản hay là viêm phổi, lão phổi này, rồi ung thư phổi này. Không chỉ các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là ung thư phổi, người hút thuốc lá chủ động hay thụ động đều có nguy cơ mắc nhiều bệnh khác. Trong đó, người hút thuốc lá thụ động có thể mắc khoảng 25 bệnh khác nhau, làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi lên 30% và bệnh tim mạch lên 25%. Chất độc trong khói thuốc lá tác động đến hệ thống mạch máu lớn, trong đó động mạch chủ là mạch máu lớn nhất trong cơ thể và mạch máu ngoại biên. Các nghiên cứu cho thấy phình động mạch chủ bụng có liên quan chặt chẽ đến hút thuốc lá. Hút thuốc lá chủ động thì chúng ta có thể đo đếm được cái liều lượng người ta hút, nhưng mà cái hút nhóm hút thụ động ấy, thì rất là khó để mà có thể đo đếm được, mặc dù đó là những người đều có cái phơi nhiễm và có yếu tố nguy cơ. Những cái trường hợp mà đã phơi nhiễm với thuốc lá vào thời gian lâu dài thì chúng ta nên đi tầm soát những cái bệnh lý nguy hiểm mà nó có thể gây ra những cái nguy cơ lớn nếu mà chúng ta phát hiện muộn, ví dụ như là tầm soát phình động mạch chủ bụng, ví dụ như là tầm soát về ung thư phổi. Thứ hai nữa là một số các bệnh lý về mạch máu như là bệnh lý hẹp mạch cảnh, là những cái mạch máu nuôi não ở ngoài sọ, hoặc là hẹp mạch vành, hoặc những trường hợp mà bệnh mạch máu ngoại biên, tức là những cái trường hợp mà tắc hẹp mạch máu của chi dưới. Khói thuốc gây ảnh hưởng trong phạm vi 7 đến 10 mét, do vậy không hút thuốc lá chính là để bảo vệ sức khỏe bản thân và những người xung quanh. Cái người hút thuốc lá trực tiếp là có cái đầu lọc. Thì cái khói vào trong phổi á, thì nó có hạn chế bởi cái đầu lọc. Còn cái người hút thuốc lá thụ động á, khi mà ở trong một cái phòng kín, giống như ví dụ như mình ở trong phòng khách hay là phòng ngủ gì đó, thì cái lượng khói nó cứ quanh quẩn ở trong nhà. Tốt nhất là mình phải cai dần thuốc lá và bỏ thuốc lá, hút thuốc lá đúng chỗ, tìm đến nhân viên y tế để người ta tư vấn và có những cái loại thuốc để hỗ trợ cho mình cai thuốc lá một cách dễ dàng hơn. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá đã quy định rõ các địa điểm cấm hút thuốc lá. Tuy nhiên thực tế, việc thực thi các chế tài còn hạn chế. Việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc lá hiện nay vẫn phụ thuộc vào ý thức người dân.